thành thần tiên, theo treo cợt khách vô mỹ duyên, ngắm cảnh đẹp mỹ thêm mỹ phiền con nữ thứ. Sẵn nghiên bút đã đề thơ tự sự, vịnh mấy câu cho giải tấm lòng sầu, thanh thanh tâm sự một bầu, cùng nón nước tâm đầu ý hợp. Chiếc nghiên sứ đã gán cho bà hàng nước, hòn xuân rơi mài tạm mảnh nồi ra. Thơ hay là bởi ý tơ vàng, đâu có phải phút hoa nghiên ngọc. Nghiên người ta cái làng quán nghinh hương đề thơ lưu hận, hắn qua đây thành cạnh lòng. Thế sự nhân tâm khéo